Chào cả nhà, hôm nay ghé mì Tho ăn cháo vịt xiêm này cả nhà. Rồi quay phim giới thiệu. Ai thích ăn cháo vịt xiêm thì ghé quán của chị này nha. Chị đường Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo hả chị? Cái này là bán có buổi chiều thôi hả chị? À, bán buổi chiều. Mấy giờ là mình bán rồi chị nhỉ? 1 giờ. 1 giờ là có. Dạ, bán đến tối luôn hả chị? Chị bán cơm nữa hả chị hả? Hả? Chị bán cơm nữa hả? Ăn cơm có hoặc là ăn không. Gà dạ. Nướng ăn không, dưa leo, chua rau răng. À vậy hả? Gà nướng ăn không, ngọt vậy đó hả? Dạ. Ừ. Yeah. Cháo vịt xiêm. Quen luôn hả? chị nói nghe tiếng này quen. Đây đó cả nhà, cháo vịt xiêm. Cái địa chỉ là hình như là 141-4 á phải. Đường Trần Đạo, phường 4 thành phố Mỹ Tho. Thì thấy cái quán cháo vịt xiêm này ngon thì ghé vậy thôi à. Cười. Vậy là có coi YouTube rồi. Dạ. Mà chị coi đồ ăn hay là chị coi quay người nghèo? Rồi coi giúp hoàn cảnh biết rồi. Dạ con là con quay cái kênh dạ đúng rồi đó. Nhớ rồi đó. Trời ghê không? Hôm nay vô trúng quán của chị luôn. Coi hôm nay coi nhiều tên đó. Vừa quay canh đồ ăn với canh giúp mấy người khó khăn nữa. Dạ. Ở ngày đi Mỹ Tho đi công tác luôn hay sao? Dạ, đi trao quà cho mấy người khó khăn rồi tiền thì ghé ăn đài cái gì đó rồi lên. Cô bán cái này lâu chưa cô? Bán hàng mấy năm rồi. Trời dữ vậy hả? Hồi xưa giờ là bán vịt xiêm không chứ đâu có bán vịt thường mình không. Ha. Dạ. Đó củ cải ngâm mà cô ha. Nghe tiếng quen. Cái cô bán hai mấy năm rồi đó cả nhà. Cô bán gà nướng này là cơm hả cô? Ăn không? Ăn không hả? Ăn không cũng được, mọi người thích ăn không thì lấy ra ăn không với leo, đồ chua ngọt vậy đó. Ôi, ăn hết cái gọi cái đã. Tại đang đói bụng cho nên chắc nhìn đòi ăn vậy đó. Cô quán mình có tên gì hết hả cô hả? Đây là quán cháo vịt xiêm Mỹ Tho. Vịt xiêm vậy thôi chứ không có biết của ai hết hả? Dạ thường thường là có tên có bà này cô kia chẳng hạn. Tại vì tên ở đây là hai chị là Mai với Phước vậy thôi. Dạ. Chị vô mừng. Quán của chị Mai nữa. Dạ. Xin chào cả nhà. Hôm nay Vi với anh Thảo về Mỹ Tho thì đi làm á cho nên gọi á chưa có ăn gì hết trơn cho nên bây giờ ghé một cái quán ở đây thấy cái quán vịt rất là ngon cho nên mình ghé mình ăn. Ăn xong giờ sẵn giới thiệu với quý chị Linh, nếu mà quý cô chú và quý anh chị có tới Mỹ Tho thì muốn ăn cháo vịt xiêm thì nhớ ghé quán nha cả nhà. Đây Viên với anh Thảo có kêu một phần cháo với lại một cái phần thịt vịt, nhìn vịt xiêm nè cả nhà ơi, da rất là dày và giòn luôn. Đây bây giờ Viên ra ăn thôi, giờ Viên rất là đói. Đây là cháo vịt xiêm thì cái này là mắm gừng nha cả nhà. Đi chấm vô đây và ăn thôi. Khi đó là ăn ngon thôi là ngon. Mà vịt xiêm ở đây rất là ngon nha cả nhà. Cái da, phần da rất là giòn và dai nha. Vịt
dịch rất là ngọt luôn, cái phần thịt rất là ngọt. Cả nhà có thể thấy dĩa rau rất là tươi luôn. Đây là dĩa rau trộn riêng nha. Ở đây thì chủ quán sẽ trộn riêng phần gỏi như thế này cho chúng ta ăn với lại cháo. Gỏi thì chỉ có bắp cải nè, bắp cải sắc nhuyễn nè, hoa chuối nè, rồi có thêm một ít rau sống nữa, ở trên có thêm một ít đồ chua. Đây là cháo. Thì ở Mỹ Tho thì chúng ta cô ở đây cô nấu là cháo gạo được rang sẵn rồi, thì nấu ra nó nhuyễn như thế này nha cả nhà, hơi lỏng lỏng để dễ cho húp á, buổi chiều thì mình húp nó dễ ăn hơn. Nhưng mà Vi công nhận hồi nãy ghé không có sai luôn, cái quán rất là cái phần dịch á Vi rất là thấy ngon luôn á, thấy rất là ngon. Đây là ở nhà, cả nhà thấy phần thịt này rất là chắc luôn á, không có ăn mà mình ăn hay cái thịt vịt mà hay bị bở bở đó cả nhà. Đây là không có bở nha. Chấm với mắm gừng tuyệt vời luôn. Quán của cô nằm trên đường Trần Hưng Đạo, nhưng mà Vi sẽ ghi cái địa chỉ với cái thời gian bán vào cái mô tả video cả nhà xem giúp Vi. Ở đây thì có bán, ngoài có bán cháo thì Vi có thấy cô có bán cơm nữa, hoặc là có bán cái phần gà ăn với lại đồ chua cả nhà, gà nướng ăn với đồ chua. Thì nếu mà cả nhà có lại ngay thì ăn thử. Thôi bây giờ Vi xin phép mời cả nhà ăn chung với Vi nha. Hẹn gặp lại Vi cả nhà ở một video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà. Nói chung là rất là ngon cả nhà. Nếu ai có dịp đến Mỹ Tho thì có thể ghé cái quán cháo vịt chiêm này. Chị một cái phần bình thường là mình bán bao nhiêu tiền chị? 40-50. Dạ, nó tùy theo bình thịt ha. Dạ. Còn ăn đùi thì giá khác nữa hả chị ha? Đùi cháo là 40 là một phần. Dạ. Tùy theo. Ăn nhiều hay ít. Vịt chiêm đây là rất là ngon á chị. Chị cái này là mặt tiền đường Trần Hưng Đạo mà sao em thấy nó có xuyệt vậy chị? Tại vì mé bên đây nó xuyệt. Vậy á hả? Thì đó nó hơi lạ. Nhà từ đó giờ. Dạ. Thấy hơi lạ. Mé bên đây là xuyệt, không mà mé bên còn bên kia thì không có xuyệt ha. Đó vậy mọi người, nhiều người đi kiếm nhà. Dạ đi kiếm hơi bị đuối á. Khó. Thì ví dụ nếu mà gà nhà mà ai mà mình thích cái quán cháo này thì mình có thể ghé ở những cái địa chỉ mà mình đọc ở đây là đối diện số 80 Trần Hưng Đạo cũng được. Hoặc là bảy mấy Trần Hưng Đạo thì nó cũng về kiếm thôi. Đối diện số 78 hoặc 80, 82 gì đó, nhìn qua là thấy quán cháo vịt chiêm thôi. Nó dễ hơn. Còn cái địa chỉ mà hồi nãy quay cái số này đọc. Cái số này là hồi đó lâu rồi. Dạ, số 100 mấy xẹt đó, nó khó kiếm lắm. Đang bên phường 6, bên phường 4. Đây là 1 giờ là mình có rồi chị ha. 1 giờ là có cháo rồi đó. Buổi sáng là không có bán hả chị? Không, buổi sáng bán không nổi. Em hỏi cái vịt này mình phải chọn lọc đó chị hả? Đúng rồi. Dạ. Chọn lọc đi chợ là chọn một chỗ là ngon hay con. Hai con gì đó rồi bữa nè thịt ngon gì đó mới lấy. Sao biết vịt nào dai ngon chị? Không biết chứ. Ai vậy hả? Bán thường lâu năm mình biết chứ. Hay vậy hả? Có cái kinh nghiệm của mình lừa vịt rồi chị ha. Mình bán lâu năm. Cho nên khi mà ăn miếng vịt nó rất là ngọt luôn. Dạ. Còn vịt mà nuôi bột á nó ăn nó bợ nó sạm á thì biết liền rồi. Con nuôi thức ăn á. Dạ đúng rồi, nuôi thức ăn á.
Trên Sài Gòn khó kiếm được cái quán vịt như vậy lắm chị. Đi về quê rất là thích. Bán vịt ta không á? Bán vịt trắng á, cái vịt trắng á. Dạ đúng, đúng rồi. Đúng. Nhưng mà quan trọng nữa, cái thịt nó không có được ngọt á. Còn cái về quê á, về các tỉnh luôn nha, chứ không phải là riêng Mỹ Tho mình. Em đôi khi đi Vĩnh Long đồ ăn miếng thịt vịt nó rất là ngon. Nó ngọt ghê lắm. Cho nên là đi về quê là vẫn cứ thích vịt nhất là vậy đó. Dạ. Cái này là bán từ 1 giờ cho đến khi nào hết thôi chị ha. Tầm 7 8 giờ tối không chị? 8 giờ. Dạ. Đó, thì cả nhà nếu mà ai mà yêu thích vịt xiêm ăn cháo thì có thể ghé ở cái địa chỉ hồi nãy mình vừa đọc. Hoặc là đây có thêm cái món gà này nè, gà này thì chưa ăn thử. Nhưng mà thấy đây thì tiền thể giới thiệu luôn. Chứ chưa có dịp ăn thử tại vì ăn vịt. Có bánh xèo này hả chị? Bánh xèo tối đổ hay sao? Bánh xèo ai ăn mới đổ. À, bánh xèo ai ăn mới đổ. Cho nó nóng. Vậy là đây ta có tới 3 món. Ba món đó cả nhà, cháo vịt xiêm nè, gà nướng và món bánh xèo. Thì mọi người thích cái món nào thì chọn món đó. Rồi vậy thôi, em cảm ơn mấy chị ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều, mấy chị rất là vui. Còn không mày?